Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tối chủ nhật ngày 22 tháng 9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vào sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố New York, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, đón đoàn tại sân bay quốc tế John Kennedy, có đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, các cán bộ đại sứ quán và phái đoàn. Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Hoa Kỳ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới. Tại Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam. Chuyến công tác làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm Việt Nam Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và đang chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau. Đây là dịp để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu mà khuôn khổ quan hệ mới mang lại, đồng thời thảo luận về những định hướng và biện pháp nhằm tiếp tục duy trì đà phát triển của quan hệ hai nước trong nhiều năm tới đây. Trong chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ, các quan chức, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả hàng đầu của Hoa Kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định ban hành chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Theo đó, Việt Nam định hướng phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2050 theo lộ trình 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ năm 2024 đến 2030, tận dụng lợi thế địa chính trị, nhân lực về công nghiệp bán dẫn, thu hút FDI có chọn lọc, trở thành một trong các trung tâm về nhân lực bán dẫn toàn cầu, hình thành năng lực cơ bản trong tất cả các công đoạn, từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm thử của công nghiệp bán dẫn. Mục tiêu của giai đoạn này là hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế, một nhà máy chế tạo chip bán dẫn quy mô nhỏ và 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử sản phẩm bán dẫn. Quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam đạt trên 25 tỷ đô la Mỹ một năm, quy mô nhân lực đạt trên 50.000 kỹ sư, cử nhân. Giai đoạn 2, từ năm 2030 đến 2040, trở thành một trong các trung tâm về công nghiệp bán dẫn điện tử toàn cầu, phát triển công nghiệp bán dẫn điện tử kết hợp giữa tự cường và FDI. Mục tiêu là hình thành ít nhất 200 doanh nghiệp thiết kế, 2 nhà máy chế tạo chip bán dẫn, 15 nhà máy đóng gói kiểm thử sản phẩm. Quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn đạt trên 50 tỷ đô la Mỹ một năm, doanh thu công nghiệp điện tử đạt trên 485 tỷ đô la Mỹ một năm, quy mô nhân lực đạt trên 100.000 kỹ sư cử nhân. Giai đoạn 3, từ năm 2040 đến 2050, thuộc nhóm các quốc gia đi đầu trên thế giới về công nghiệp bán dẫn điện tử, làm chủ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực bán dẫn điện tử. Mục tiêu là hình thành ít nhất 300 doanh nghiệp thiết kế, 3 nhà máy chế tạo chip bán dẫn và 20 nhà máy đóng gói kiểm thử sản phẩm bán dẫn. Quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn đạt trên 100 tỷ đô la Mỹ một năm, doanh thu công nghiệp điện tử đạt trên 1.045 tỷ đô la Mỹ một năm. Chiến lược đã đề ra nhiều nhiệm vụ phát triển công nghiệp bán dẫn như phát triển chip chuyên dụng, phát triển công nghiệp điện tử, phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn. Sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị sơ kết một năm xây dựng tỉnh an toàn giao thông, đồng thời đến kiểm tra tiến độ dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh và thăm dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an về triển khai thí điểm mô hình tỉnh an toàn giao thông, đồng thời biểu dương những kết quả tích cực mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được khi là địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình này, giúp thay đổi bộ mặt trật tự an toàn giao thông của tỉnh, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, việc thí điểm xây dựng mô hình tỉnh an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng trên nhiều khía cạnh, về cả kinh tế, xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức, văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân. Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này, tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổng kết hoàn thiện mô hình tỉnh an toàn giao thông,
nghiên cứu triển khai nhân rộng mô hình này với lộ trình bước đi phù hợp với điều kiện của các địa phương và đất nước. Mục tiêu là tất cả các tỉnh, thành phố đều là tỉnh an toàn giao thông. Tiếp đó, đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua tỉnh Bắc Ninh với chiều dài 35 km, Thủ tướng yêu cầu tỉnh huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các lực lượng như quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh tham gia làm những việc có thể làm được cùng với ban quản lý dự án, nhà thầu. Quá trình thi công phải tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng, tiến độ, khẩn trương làm các công tác thanh quyết toán. Tỉnh phải sát sao tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc cho dự án, tập trung hoàn thành dứt điểm việc giải phóng mặt bằng và làm việc phối hợp với các địa phương khác để bảo đảm cung ứng nguyên vật liệu. Thủ tướng yêu cầu rút ngắn tiến độ, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 phải hoàn thành dự án. Ngay tại công trường, Thủ tướng đã cho ý kiến về hướng giải quyết vướng mắc liên quan đến việc triển khai đầu tư 3 cây cầu trên đường vành đai 4. Tiếp sau đó, đến thăm các hộ dân khu nhà ở xã hội Thống Nhất tại thành phố Bắc Ninh, Thủ tướng vui mừng khi thấy người dân rất đông vui, hạnh phúc, đồng thời đánh giá cao nỗ lực, cách làm của tỉnh Bắc Ninh khi đến nay đã và đang triển khai 54 dự án nhà ở xã hội với hàng chục nghìn căn hộ được đưa vào sử dụng với giá cả phải chăng, thiết kế hợp lý. Chia sẻ với Thủ tướng, cả chủ đầu tư dự án và người mua nhà đều bày tỏ phấn khởi khi có sự hỗ trợ của nhà nước về vốn vay. Còn các bác thì thấy thế nào? Chính sách này có phù hợp với lại các bác không? Dạ, rất phù hợp ạ. Mua căn hộ này là 700 triệu, nhưng mà mình được vay ngân hàng chính sách bằng trong 18 năm. Là một tháng là mình trả 5 triệu và 2 triệu rưỡi là tiết kiệm. Là một tháng là giả 7 triệu rưỡi ạ. Vấn đề nhà ở là vấn đề rất là quan trọng, để quyết định đến cái việc thu hút nguồn nhân lực. Cho nên là phải tập trung vào muốn cho phát triển nhanh, phát triển bền vững, thu hút được lao động thì cái việc lo nhà ở là cái việc hết sức là quan trọng và cái việc luôn luôn là phải đi trước, đón đầu. Và khi người ta có cái nhà ở rồi thì người ta sẽ yên tâm, người ta đến, người ta lao động, người ta làm việc, kể cả người ta đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, chính phủ hết sức quan tâm vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động với nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đây là vấn đề cấp bách, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài, vừa đáp ứng nhu cầu người lao động, người thu nhập thấp, vừa phục vụ an sinh xã hội. Thủ tướng đề nghị khi xây dựng nhà ở xã hội, các hạ tầng giao thông, điện, nước, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, điều kiện vệ sinh môi trường phải đảm bảo đầy đủ, thuận tiện cho người dân như với các dự án nhà ở thương mại. Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng tỉnh Bắc Ninh tổng kết mô hình nhà ở xã hội, nhất là mô hình thuê và thuê mua, từ đó cụ thể hóa, vận hành trong điều kiện hoàn cảnh mới, mở rộng đối tượng được mua nhà và nhân rộng ra các địa phương khác. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội, xác định đây là công cụ xúc tiến đầu tư rất quan trọng. Tiếp đó, vào chiều nay, dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng các bộ ngành và tỉnh Bắc Ninh luôn cầu thị lắng nghe lẫn nhau, đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển. Theo quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía Bắc, một trong những cực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với thủ đô Hà Nội. GRDP bình quân đầu người đạt gần 350 triệu đồng một người. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bấm nút khởi công dự án cầu Kênh Vàng kết nối giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương, có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng. Và dự án khu nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Quế Võ với quy mô đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Phục vụ nhu cầu ở cho khoảng 3.000 người lao động. Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh khởi công hai dự án để góp phần kết nối vùng theo tinh thần mới của Trung ương là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, đồng thời góp phần chăm lo nhà ở cho người dân, một yếu tố quan trọng để thu hút nguồn lao động, thu hút đầu tư. Về công tác quy hoạch, Thủ tướng nhấn mạnh quy hoạch có vai trò rất quan trọng, tạo ra những cơ hội lớn, tác động lâu dài, là động lực quan trọng trong phát triển, đồng thời chỉ ra 3 yếu tố quan trọng và 5 nhiệm vụ của công tác quy hoạch. Để cụ thể hóa quy hoạch, Thủ
Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy các động lực tăng trưởng, tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người, tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua kết nối hệ thống giao thông, hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi, kết nối thị trường. Đồng thời đột phá phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm cụ thể với tỉnh Bắc Ninh, trong đó chú trọng thu hút đầu tư vào nhóm ngành mới nổi, thực hiện thực chất hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, mở rộng các khu công nghiệp theo hướng xanh, số, tuần hoàn, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa Bắc Ninh, Kinh Bắc ngàn năm văn hiến, đẩy mạnh hợp tác công tư, chuẩn bị tốt các dự án để đón các nhà đầu tư lớn, tiềm năng, công nghệ hiện đại, đặc biệt không để xảy ra thiếu điện. Đặc biệt, Thủ tướng đã nhấn mạnh định hướng hành động và mục tiêu phát triển với Bắc Ninh trong 32 chữ. Tôi cũng gửi gắm 16 chữ thế này: khai phá tiềm năng, khẳng định chính mình, kiên định mục tiêu và kiến tạo thịnh vượng. Mong là các ông chí khai phá hết cái tiềm năng của Bắc Ninh nó rất lớn. Rồi cái thứ hai là khẳng định chính mình, tức là phát huy cái truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng của Bắc Ninh, văn hóa Kinh Bắc. Mục tiêu đã đề ra là rất cao, rất khát vọng, thế nên là phải kiên định, đừng có nao núng, đừng có dao động, còn khó khăn lúc nào cũng có. Rồi kiến tạo thịnh vượng, kiến tạo sự phát triển cũng được, kiến tạo ấm no cũng được, nhưng mà có lẽ là kiến tạo thịnh vượng thì nó phù hợp hơn, nó bao trùm, nó toàn diện hơn. Cũng nói thêm 16 chữ nữa: Bắc Ninh văn hiến hội tụ tinh hoa, đoàn kết kiên cường, phồn vinh hạnh phúc. Không biết có được không? Chứng kiến lễ trao chứng nhận và cam kết đầu tư với tổng trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tập đoàn Samsung cam kết mở rộng đầu tư với tổng vốn đăng ký 1,8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thủ tướng đánh giá cao những kết quả nổi bật của Bắc Ninh trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, đứng thứ nhất cả nước về quy mô thu hút FDI, đứng thứ hai về xuất khẩu và thứ nhất về giá trị sản xuất công nghiệp. Thủ tướng cảm ơn và hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã chọn tỉnh Bắc Ninh để đầu tư. Đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ về chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị thông minh, hiện đại, đóng góp vào xây dựng, hoàn thiện thể chế, một đột phá chiến lược mà Việt Nam đang rất tập trung triển khai, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu của các doanh nghiệp. Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm hệ chuyên, 50 năm thành lập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhì cho nhà trường. Đây là trường chuyên đầu tiên ở miền Bắc và là một trong những cơ sở giáo dục có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh Nghệ An và đất nước. Chỉ riêng trong 10 năm qua, nhà trường có 42 lượt học sinh dự thi khu vực và quốc tế, gần 900 học sinh giỏi quốc gia, trong đó nhiều em là thủ khoa, á khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Chiều nay kiểm tra khảo sát tình hình triển khai thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đánh giá cao tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện mô hình này, dẫn chứng một số kết quả chuyển đổi số của bộ ngành. Nhấn mạnh cửa khẩu thông minh quan trọng nhất là công nghệ. Để tiếp tục triển khai mô hình hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị Lạng Sơn nhanh chóng điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tính toán kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng để lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thưa quý vị, Đại hội Đảng bộ các cấp đang đến gần. Theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn 27 của Ban Tổ chức Trung ương, việc đánh giá, rà soát chuẩn bị một đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để giới thiệu cho các đại hội xem xét quyết định đang là việc đã và đang được các cấp ủy tiến hành khẩn trương và thận trọng. Thành phố Hồ Chí Minh. Một buổi rà soát tiêu chuẩn chính trị của các cán bộ dự kiến bổ sung vào quy hoạch sắp tới của huyện ủy Hóc Môn. Từng khâu đều được tiến hành thận trọng, trách nhiệm. Ở đây có vào có ra là nguyên tắc được quán triệt. Để có kết luận đúng về cán bộ, các vụ việc nổi cộm cũng đang được tập trung làm rõ. Thành ủy cũng đã chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị cũng như là các cái đơn vị cơ sở đảng trực thuộc đẩy nhanh cái tiến độ kết luận đối với các cái đoàn kiểm tra, giám sát
các cái đoàn kiểm tra có dấu hiệu vi phạm để có kết luận sớm, và nếu như có vi phạm, cán bộ có vi phạm thì có cái xử lý, để làm sao là khi mà vào tới cái thời điểm đại hội đó thì các cái vụ việc này đều được có cái kết luận cuối cùng. Tại Đà Nẵng, để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ này, nhiều tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua trong công tác cán bộ cũng đã được rút kinh nghiệm. Cùng với rà soát, thẩm định kỹ từng nhân sự, Thành ủy cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của người giới thiệu. Quan điểm là không bỏ sót người tài, nhưng cũng kiên quyết không để lọt người có biểu hiện suy thoái, vi phạm. Đại hội lần này, ở các cấp thì chúng ta phải cùng lúc xem xét nhân sự mới, nhân sự tái cử, và đồng thời tính toán cái nhân sự được mình tạm gọi là vướng trong cái theo quy định 114 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Chúng ta sẽ tính toán sắp xếp ở vị trí phù hợp nhất để làm thế nào vừa phát huy cái ưu điểm của cán bộ mình, đồng thời vẫn đảm bảo những nguyên tắc chung. Theo chỉ thị 35 và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, việc đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu là quan trọng. Nhưng hơn cả vẫn là chất lượng nhân sự, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phải hết sức coi trọng cái nhân sự để vào tham gia cấp ủy là phải đảm bảo chất lượng, rồi vừa đảm bảo phải coi trọng đủ số lượng, nhưng trước hết là phải là chất lượng. Chất lượng, cái phẩm chất cán bộ, rồi cái năng lực, cái trình độ đủ sức để gánh vác, để làm được, để thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội đảng bộ của các đề ra. Rà soát sàng lọc kỹ ngay từ khâu chuẩn bị sẽ là tiền đề quan trọng để các cấp ủy có được đội ngũ cán bộ đủ tầm vóc, năng lực và phẩm chất giới thiệu cho đại hội của cấp mình xem xét quyết định. Đây là điều kiện để tạo nên sự thành công của các đại hội. Từ đêm qua đến nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to đến rất to, lưu lượng nước về nhiều khiến cho các hồ thủy điện phải xả tràn. Một số tuyến đường quốc lộ bị sạt lở nặng, ảnh hưởng đến giao thông. Chiều nay tại quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, sạt lở ta luy dương đè trúng 2 ô tô khiến 8 người bị thương. Tại Thanh Hóa, mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều nơi trên quốc lộ 15, quốc lộ 16 qua xã Trung Lý, Pù Nhi, Mường Chanh. Giao thông từ miền xuôi lên trung tâm huyện Mường Lát và các xã tuyến trên bị chia cắt. Mưa lũ tràn về khiến nước suối Sim dâng cao gây ngập tỉnh lộ 521E, chia cắt xã Mường Chanh với trung tâm huyện Mường Lát. 18 hộ dân sinh sống dọc suối Sim đã phải sơ tán khẩn cấp và đang sơ tán tiếp 30 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Do mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dâng cao, 3 giờ chiều nay các hồ thủy điện Cửa Đạt, Xuân Minh điều tiết lũ, hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 cũng thông báo điều tiết lũ từ 15 giờ 30 ngày mai. Hôm nay hồ thủy điện Hòa Bình cũng phải mở 3 cửa xả do lưu lượng nước về hồ tăng. Dự báo đêm nay ngày mai khu vực Trung Du đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo lũ trên sông Hoàng Long, sông Mã tiếp tục lên, mực nước trên sông Hoàng Long qua Ninh Bình lên mức báo động 2, mực nước thượng lưu sông Mã Thanh Hóa lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Lũ sông Bùi, sông Tích ngoại thành Hà Nội vẫn ở mức cao trên báo động 3. Ngập lụt vùng trũng thấp ven sông còn tiếp diễn. Dự báo Bắc Bộ mưa dông sẽ diễn ra nốt trong đêm nay, vùng mưa tập trung chủ yếu ở Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ. Thưa quý vị, sau khi triển khai tái thiết thôn Làng Nủ vào hôm qua, với tinh thần rất khẩn trương, hôm nay Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi công xây dựng lại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Đây là một trong hai nơi bị sạt lở nghiêm trọng, làm nhiều người thiệt mạng và mất tích nhất ở Lào Cai trong đợt mưa lũ vừa qua. Mất mát hết sức là to lớn. Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng 15 căn nhà, một điểm trường và một nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, trong buổi lễ khởi công, nhiều phần quà đã được gửi tới đồng bào nhằm chia sẻ khó khăn. Lúc này, người dân rất mong chờ ngôi nhà mới. Khu tái định cư Nậm Tông được xây dựng trên khu đồi nằm dọc hai bên đường vào thôn. Khu tái định cư có mặt bằng xung quanh rộng, không phải san gạt nhiều, thuận lợi cho việc thi công hạ tầng kết nối. Trước mắt, xây nhà cho 15 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất, sau đó tỉnh Lào Cai sẽ xây mới cho thêm 55 hộ dân Nậm Tông đang ở trong vùng đặc biệt nguy hiểm.
đến 31 tháng 12 năm 2024 này thì sẽ hoàn thành toàn bộ hai khu tái định cư của quỹ tấm lòng Việt. Thế ngoài ra, Lào Cai còn khoảng hơn 1.000 hộ là ảnh hưởng nghiêm trọng và không ở được, cũng phải xây dựng. Và chúng tôi cũng đang chỉ đạo có đủ điều kiện thì sẽ xây các khu tái định cư tập trung như bản Nậm Tông ngày hôm nay. Bản Nậm Tông ngày hôm ấy đã trở thành ký ức kinh hoàng của người dân xã Nậm Lúc. 18 người đã thiệt mạng và mất tích, chủ yếu là người dân tộc Mông. Khu nhà tạm đã được lực lượng chức năng dựng lên cho bà con trong khi chờ những ngôi nhà mới. Từng có gia đình quây quần bên nhau, nay chỉ còn lại bà Lý Thị Phía lủi thủi một mình. Bởi nhà đã mất đi 4 người, 5 người bị thương vẫn đang nằm trong các bệnh viện. Con trai còn lại duy nhất của bà đang nằm ở bệnh viện ở Hà Nội, rất nặng. Chỉ mong bác sĩ cứu chữa đứa con trai còn lại để cháu có thể về lo cho gia đình. Đau lắm cháu ơi. Còn đây là em bé nhỏ tuổi đã mất đi cả bố mẹ và người bà trong vụ sạt lở ở Nậm Tông. Hôm nay em cùng người bác ruột ra nhà văn hóa thôn để nhận quà giúp đỡ của đồng bào gần xa. À dạ, lớp 3 chứ nhỉ? Bây giờ bạn tên gì nhỉ? Vân. Cái gì Vân? Lý Thị Thúy Vân. Nhiều lúc bác đi một ngày về thì là cháu lại hỏi bà là thế bác đi cả ngày có thấy bố mẹ cháu không, hoặc là có thấy bà không? Thì là bác bảo chưa thấy nhưng mà chắc sẽ thấy. Nậm Lúc là một trong những xã ở miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa lũ vừa qua. Chính quyền tỉnh Lào Cai cùng với Quỹ Tấm Lòng Việt và các nhà hảo tâm đang quyết tâm, nỗ lực giúp 15 hộ dân sớm có chỗ ở mới. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Sau một cuộc bể dâu, người dân sẽ lại kiên cường đứng dậy và tạo lập cho mình một cuộc sống bình yên. Vâng, đã có nhiều sự đồng hành để người dân sớm ổn định cuộc sống và tốt hơn. Ngày hôm qua tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng. Nhiều hộ dân bị mất nhà hoàn toàn, đồng thời là khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Khu dân cư mới sẽ có diện tích rộng 2,5 hectare và đáp ứng chỗ ở cho khoảng 40 hộ dân. Phấn đấu được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt của người dân theo quy chuẩn nông thôn mới. Đến nay, Petro Việt Nam đã hỗ trợ 50 tỷ đồng và gần 100.000 lít xăng dầu khắc phục hậu quả bão lũ số 3 ở 21 tỉnh, thành phố. Riêng tỉnh Lào Cai, Petro Việt Nam đã trao tặng 2,3 tỷ đồng. Vâng, lũ quét và sạt lở đất là hai loại hình thiên tai nguy hiểm do tính bất ngờ, thường để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Với số người thiệt mạng lớn ở các tỉnh như vừa qua cho thấy sự cần thiết trong việc phải đánh giá lại công tác cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất cho những người dân nơi đây. Tuyến đường dài khoảng 30 km nhưng có tới gần 50 điểm sạt lở. Nhiều điểm chỉ cách nhau vài chục mét. Tỉnh Cao Bằng đã xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở đất và bàn giao đến cấp xã từ tháng 8 năm ngoái. Đây là dữ liệu nhằm giúp địa phương đưa ra được những cảnh báo sớm cho người dân. Tuy nhiên, trong đợt mưa bão vừa qua, vì không có thông tin cụ thể về lượng mưa tại từng thời điểm, nên bản đồ không phát huy tác dụng. Hiện nay trên địa bàn xã thì chưa có cái máy để đo cái lượng nước mưa tại địa bàn. Chính vì như vậy thì cũng không thể cảnh báo được hết toàn bộ trên địa bàn xã. Cá Thành thuộc 30 xã nằm trong danh sách cảnh báo về sạt lở đất. Việc cảnh báo cho người dân thì hiện nay ở cấp xã cấp thôn thì cơ bản là dựa vào đánh giá kinh nghiệm cá nhân mà chưa có căn cứ thông tin từ phía các cơ quan chức năng. Điều này dễ dẫn đến cảnh báo khó có thể sát với thực tế. Muốn bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất lũ quét ở xã Cá Thành phát huy được tác dụng thì phải có số liệu dự báo về khí tượng thủy văn theo thời gian thực ở các điểm này. Tôi thấy rằng cái việc mà tích hợp cái bản đồ cảnh báo thiên tai bão lũ sạt lở đất với lại cái dữ liệu về khí tượng thủy văn thì đến thời điểm này thì tôi cho rằng chưa được tích hợp. Do vậy là cái hiệu quả là chưa cao. Trước đây mình chỉ xây dựng về cơ sở dữ liệu cho riêng rẽ từng lĩnh vực. Do vậy là cái việc mà chuẩn hóa nó rồi kết nối nó là chưa được quan tâm. Để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối liên thông các bộ ngành, địa phương đòi hỏi nguồn vốn lớn và mất nhiều năm. Vì thế trước mắt cần nghiên cứu ứng dụng cách làm của một số nước. Ngay ở Thái Lan,
là người ta làm một cách rất là đơn giản, tức là người ta cung cấp cho từng xã một cái bình đo mưa và trên đó có khắc những cái ngưỡng. Thí dụ như là mưa ở đó đến ngưỡng vượt quá cái ngưỡng 100 ly chẳng hạn thì là tự khắc là người ta sẽ báo động. Sẽ là lãng phí nếu như các dữ liệu không được khai thác sử dụng hiệu quả nhằm giúp cảnh báo sớm cho người dân, tránh được những thiệt hại nặng nề như thời gian vừa qua. Thưa quý vị, tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam với tinh thần chỉ đạo khẩn trương, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị để quyết tâm dự án sẽ góp phần mở ra không gian phát triển kinh tế mới cho đất nước. Tại Hội nghị Trung ương 10, Ban chấp hành Trung ương nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam để hiện thực hóa chủ trương định hướng của Đảng, nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị và triển khai các quy hoạch, tăng cường kết nối vùng miền, các cực tăng trưởng, tạo động lực lan tỏa, mở ra không gian phát triển kinh tế mới, bảo đảm nhu cầu vận tải trên hành lang Bắc Nam là hành lang vận tải lớn nhất cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh. Ban chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao với vận tốc 350 km/h. Trung ương thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, xác định đây là nhiệm vụ chính trị và ưu tiên nguồn lực đầu tư để thực hiện sớm. Do tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sớm đầu tư dự án, Ban chấp hành Trung ương đã giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 xem xét quyết định. Trung ương yêu cầu việc chuẩn bị hồ sơ cần tiếp tục được thực hiện thật kỹ lưỡng để xin ý kiến Quốc hội. Cùng với đó là các phương án về một số cơ chế chính sách đặc thù để huy động nguồn lực, thủ tục đầu tư dự án, vấn đề áp dụng công nghệ và làm chủ công nghệ để các đại biểu Quốc hội cho ý kiến ngay tại kỳ họp sắp tới. Để chúng ta có một cái tuyến đường sắt mà nó đáp ứng được các cái yêu cầu theo cái định hướng của Trung ương, tôi cho rằng là Quốc hội sẽ bàn và chắc chắn là sẽ có những ý kiến nó trao đi đổi lại, thảo luận, tranh luận để chúng ta đưa ra cái phương án tốt nhất để mà thực hiện thắng lợi cái nghị quyết mà Trung ương đã đặt ra. Tuyến đường sắt tốc độ cao được Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải bắt đầu những nghiên cứu đầu tiên vào năm 2005 và chưa bao giờ nó trở nên cấp thiết như đến thời điểm hiện nay. Việc đầu tư dự án đã được nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng và việc đầu tư này là thực hiện hiện thực hóa cái chỉ đạo của Đảng, hiện thực hóa cái quy hoạch tổng thể quốc gia. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị thì ước mơ về một tuyến đường sắt tốc độ cao đang đến rất gần. Vâng, theo tính toán, đường sắt tốc độ cao có thể đóng góp khoảng 1% tăng trưởng GDP mỗi năm. Và đường sắt tốc độ cao sẽ tăng cường kết nối vùng miền, các cực tăng trưởng, tạo động lực lan tỏa và mở ra không gian phát triển kinh tế mới. Chúng ta định hình về đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam như thế nào? Quý vị hãy cùng tìm hiểu với phóng viên Bảo Linh. Vâng, chắc hẳn là nhiều người dân cũng như tôi đã chờ mong được đi đường sắt tốc độ cao lâu lắm rồi. Nhiều người thắm ước ao là thay vì đi thành phố Hồ Chí Minh 36 tiếng bằng đường bộ thì từ Hà Nội ăn sáng rồi đi đường sắt tốc độ cao tới Nha Trang ăn trưa chỉ mất có 4 tiếng thôi và tới thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ vẻn vẹn 5 tiếng rưỡi. Và chắc chắn là chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu nữa. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có chiều dài 1.541 km, được đề xuất đầu tư với quy mô đường đôi khổ 1435, điện khí hóa, tốc độ 350 km/h. Vâng, toàn tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội đi qua 20 tỉnh, thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Trên toàn tuyến có 23 ga với cự ly trung bình là 67 km. 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến đường sắt tốc độ cao phấn đấu tới năm 2035 sẽ phải hoàn thành và đưa vào khai thác.
Tính toán sơ bộ thì tổng kinh phí đầu tư dự án là khoảng hơn 67 tỷ đô la Mỹ, từng giữ vai trò rất quan trọng và chiếm đến 30% tổng thị phần ngành giao thông. Nhưng so với các nước trong khu vực thì đường sắt Việt Nam đang ngày càng tụt hậu và chiếc áo cũ, chật chội, không còn phù hợp, đang gây thách thức cho sự phát triển của ngành nói riêng và nền kinh tế nói chung. Khổ đường dây đơn 1 mét như thế này đã tồn tại hơn 140 năm qua. Nếu tính những chiếc đầu máy, toa xe mới nhất cũng đều có thời gian khai thác là 13 năm, thậm chí có thể lên đến 58 năm. Khi chưa thể đổi mới thì chúng vẫn phải tiếp tục hoạt động. Nếu như năm 1990 vận tải hành khách của đường sắt chiếm gần 3% và luân chuyển hành khách là 12%, thì từ năm 2020 đến nay vận tải hành khách của đường sắt chỉ chiếm có 0,1% và luân chuyển là chiếm gần 1%. Có lẽ đã đến lúc ngành đường sắt cần được thay một chiếc áo mới để có thể đảm nhận vai trò vận tải hành khách trên các cự ly mà loại hình vận tải này có ưu thế, thay vì phải luân chuyển và phân bổ bớt sang cho các loại hình vận tải khác. Năm 2022, vận chuyển đường sắt đạt 5,7 triệu tấn, gấp 2,5 lần năm 1990. Cùng thời gian đó, sản lượng vận tải đường bộ đã gấp khoảng 50 lần, còn đường biển là gấp 26 lần về vận chuyển. Suốt thời gian qua, đường sắt luôn lép vế, không cạnh tranh được với đường bộ, đường hàng không. Vận tải đường sắt đang dần mất đi thế chủ lực trong vận tải phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Đã đến lúc cần một sự đột phá, đổi mới với tầm nhìn chiến lược phát triển đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Cái việc mà phát triển đường sắt là đó là một trong những cái tính tất yếu. Tôi nghĩ đây là một quyết định vô cùng sáng suốt và hết sức kịp thời, nhất là với cái điều kiện, rồi là với cái quy mô cũng như cái sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời điểm này. Đầu tư cho đường sắt tốc độ cao được xem là đầu tư cho tương lai, bởi sẽ không chỉ là bài toán của một đoàn tàu, một tuyến đường sắt sẽ đem lại hiệu quả kinh tế, mà nó còn tác động đến nhiều vùng kinh tế trọng điểm khi đường sắt tốc độ cao đi qua. Quan trọng hơn cả, đó là một cấu thành trong tổng thể hệ sinh thái giao thông vận tải hiện đại và có tính bền vững cao. Vâng, trong khi mạng lưới đường sắt của chúng ta y ạch lạc hậu với tuổi đời cả trăm năm, thì tốc độ phát triển đường sắt tốc độ cao của các nước trên thế giới đang như vũ bão. Sau 60 năm phát triển, đến nay thì đường sắt tốc độ cao đã phát triển tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và hiệu quả kinh tế xã hội chính là lực đẩy của sự phát triển này. Nhật khởi đầu xu hướng xây đường sắt tốc độ cao với tàu Shinkansen vào năm 1964. Với tỷ lệ đúng giờ 99,9%, an toàn và thân thiện môi trường, đường sắt tốc độ cao đã góp phần to lớn vào sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản thông qua phân bố lại các đô thị, dân cư, giao thông thuận tiện, đem lại việc làm và phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Còn Trung Quốc, chỉ trong 15 năm đã xây dựng khoảng 43.700 km đường sắt tốc độ cao, chiếm hơn 2/3 tổng chiều dài đường sắt tốc độ cao thế giới. Sau khi đưa tuyến đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải tốc độ 380 km/h vào hoạt động, đã có khoảng 1,7 tỷ lượt khách đi lại trên tuyến này, tạo ra hơn 850 triệu cơ hội việc làm. Giá trị đất đai khu vực các dự án tăng lên 13%, khách du lịch tăng hơn 2,5 lần. Sau 10 năm đưa vào khai thác, GDP đã tăng gấp đôi. Năm ngoái, tổng cộng đã có 250 dự án đã khởi công trên thế giới với tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đô la Mỹ. Châu Á tiếp tục vượt trội với 42% số dự án, trong đó có 40 dự án ở Ấn Độ và 28 dự án ở Trung Quốc. Tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao 350 km/h trên trục Bắc Nam là phù hợp xu thế chung của thế giới và hiện thực hóa các chủ trương định hướng của Đảng, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và triển khai các quy hoạch, tăng cường kết nối vùng miền, các cực tăng trưởng, tạo động lực lan tỏa, mở ra không gian phát triển kinh tế mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản đã diễn ra hôm qua tại Delaware của Mỹ. Thông qua hội nghị, lãnh đạo nhóm bộ tứ khẳng định sẽ hỗ trợ sự phát triển bền vững, ổn định và thịnh vượng của khu vực bằng cách mang lại những lợi ích hữu hình cho người dân Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ Quad lần này tập trung vào việc tăng cường sự hội tụ chiến lược giữa các quốc gia thành viên, thúc đẩy tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và mang lại những lợi ích cụ thể cho các đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong các lĩnh vực chủ chốt. Tất cả chúng ta đều ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ,
cũng như giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình. Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở, toàn diện và thịnh vượng là ưu tiên và cam kết chung của chúng tôi. Trong tuyên bố chung và cuối hội nghị, các nhà lãnh đạo đã công bố các hoạt động chung của lực lượng bảo vệ bờ biển trong năm tới, song không bình luận về địa điểm diễn ra hoạt động của lực lượng này. Bốn nhà lãnh đạo khẳng định họ sẽ thúc đẩy hợp tác, bao gồm chia sẻ thông tin thường xuyên về các biện pháp chống thông tin sai lệch thông qua nhóm công tác chống thông tin sai lệch. Nhóm bộ tứ cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sức khỏe, ban đầu tập trung vào việc chống lại ung thư cổ tử cung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời đặt nền tảng để giải quyết các dạng ung thư khác. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ Quad. Tổng thống Biden nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa hai nước hiện đang ở mức cao nhất trong lịch sử và mỗi cuộc gặp gỡ đều mở ra những cơ hội hợp tác mới, đồng thời khẳng định quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ hiện đang phát triển mạnh mẽ và năng động hơn bao giờ hết. Hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Về phần mình, Thủ tướng Modi khẳng định cuộc gặp đã tạo điều kiện để hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, quốc phòng và năng lượng sạch. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu, từ tình hình Ukraine đến các thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Liban trong khi lực lượng Hezbollah cũng liên tiếp đánh trả vào các mục tiêu quân sự ở miền Bắc Israel. Cả khu vực đang bị đẩy vào một tình thế nguy hiểm chưa từng có. Những cột khói đen bốc lên cao sau những tiếng nổ lớn. Khu vực miền Nam Liban ngày cuối tuần đã chứng kiến cuộc oanh tạc dữ dội nhất trong gần một năm xung đột của quân đội Israel. Còn phía sâu trong lãnh thổ miền Bắc Israel cũng hứng chịu không ít tên lửa của lực lượng Hezbollah. Chính phủ Israel đã thông báo đóng cửa không phận từ Hadera về phía Bắc cho đến hết ngày 24 tháng 9. Trước đó, quân đội Israel cũng đã công bố các hạn chế mới đối với các cộng đồng ở miền Bắc Israel, bao gồm thành phố Haifa và một số khu vực ở phía nam cao nguyên Golan. Theo đó, quân đội Israel giới hạn các cuộc tụ tập ở mức 30 người tham gia trong không gian mở và 300 người tham gia với không gian kín. Trước những diễn biến khó lường của cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua đã khuyến cáo công dân nước này ở Liban rời khỏi đây khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Phong trào Hezbollah ở Liban và lực lượng Israel đã đụng độ gần như hàng ngày trong hơn 11 tháng qua. Các cuộc đụng độ đã làm hàng trăm người ở Liban và hàng chục người bên phía Israel thiệt mạng, đồng thời khiến hàng chục nghìn người ở cả hai bên biên giới phải rời bỏ nhà cửa bị lánh nạn. Nga sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai có thể diễn ra vào tháng 11 tới đây. Đây là tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày hôm qua. Theo bà Maria Zakharova, hội nghị thượng đỉnh đó sẽ cùng mục đích thúc đẩy công thức Zelensky và điều này là không khả thi để giải quyết xung đột. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ với báo chí rằng nước này đang tích cực xây dựng một kế hoạch sẽ được xem là khởi đầu và nền tảng cho các cuộc đàm phán dưới mọi hình thức với Nga. Và ba điểm của kế hoạch này đã được chuẩn bị. Chính quyền Kiev nhiều lần tuyên bố loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào không dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Moscow coi các điều kiện này của Kiev là phi thực tế. Tiếp tục hành trình thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam và các mạnh thường quân của Quỹ Tấm Lòng Việt, hôm nay khu tái định cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã được khởi công xây dựng. Dự án này sẽ giúp 15 hộ dân vùng sạt lở ổn định lại cuộc sống và dần vượt qua nỗi đau mất nhà cửa, người thân. Nậm Lúc là một trong những xã ở miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa lũ vừa qua. Mưa lớn những ngày vừa qua đã gây sạt lở chia cắt xã Mường Chanh với trung tâm huyện Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đang tiếp tục sơ tán các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến trú tránh tại nơi an toàn. Một số hồ chứa ở địa phương này đang thực hiện xả lũ và cảnh báo người dân không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá tại những khu vực nguy hiểm có cắm biển cảnh báo lũ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở bờ sông Lô thuộc địa phận xã Bạch Liêu, huyện Sông Lô. Vị trí sạt lở dài khoảng 200m đe dọa đến an toàn một vùng lớn thuộc các huyện Sông Lô, Lập Thạch và gây nguy hiểm đến khu dân cư sinh sống ngoài bãi sông. Chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp người dân, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ. Tổng thống Biden nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa hai nước hiện đang ở mức cao nhất trong lịch sử và đang phát triển mạnh mẽ, năng động hơn bao giờ hết. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu, từ tình hình Ukraine đến các thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Liban do diễn biến khó lường của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Hezbollah và Israel, cũng như các vụ nổ gây thương vong lớn gần đây ở Liban. Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh những ngày qua Israel đã mở rộng các mục tiêu hoạt động quân sự với trọng tâm của cuộc xung đột đang dịch chuyển từ dải Gaza đến phía bắc Israel. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua tuyên bố Nga sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai có thể diễn ra vào tháng 11 tới đây, vì hội nghị thượng đỉnh sẽ có cùng mục đích thúc đẩy công thức Zelensky và điều này không khả thi để giải quyết xung đột. Trước đó, Tổng thống Ukraine tiết lộ với báo chí rằng nước này đang tích cực xây dựng một kế hoạch sẽ được xem là khởi đầu và là nền tảng cho các cuộc đàm phán dưới mọi hình thức với Nga. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị.